Với một thủ môn, họ là người bất lợi hơn khi phải chạm trán cùng cầu thủ đối phương trên chấm 11m. Bởi lẽ anh ta vừa phải đoán đúng trong vô vàn hướng đá, vừa phải đổ người nhanh như điện để cứu thua. Vì thế nhằm gia tăng khả năng thành công, không ít người gác đền sử dụng chiêu với mục đích tạo ra sức ép tâm lý lên đối phương. Sau đây là 8 chiêu cản phá 11m cực độc của các thủ môn. 1. Nghe theo lời đồng đội. Những phút cuối trận West Ham với MU tại vòng 5 ngoại hạng Anh 2021, trọng tài sau khi check VAR cho đội chủ nhà hưởng penalty khi bóng chạm tay Luke Shaw trong vòng cấm. Dù huấn luyện viên David Moyes đã tung ra chuyên gia đá phạt đền Mark Noble vào sân để mà lãnh trách nhiệm trên chấm 11m, song West Ham vẫn không thể có bàn thắng. David De Gea đã bay người đúng hướng và cản phá thành công cú dứt điểm từ chấm 11m của đối thủ. Tình huống thủ thành người Tây Ban Nha cản penalty thành công trước West Ham có sự hỗ trợ đắc lực của Ronaldo. Một góc máy quay cho thấy CR7 đã từ từ quan sát Mark Noble lấy đà rồi chỉ tay về hướng bên trái của De Gea. Niềm tin của thủ môn Tây Ban Nha và người đồng đội đã được đặt đúng chỗ. Diễn ra trên sân Mỹ Đình tối ngày 19 tháng 11 năm 2019, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cổ động viên hai nước lẫn các cổ động viên Đông Nam Á. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cầu thủ hai đội đã có màn trình diễn hết sức gay cấn và đáng quan tâm nhất chính là quả đá phạt penalty của cầu thủ Thái Lan Therathong Bunmathanh. Khi Therathong Bunmathanh bước lên trước bóng để chuẩn bị thực hiện quả penalty, Quang Hải chọn vị trí đứng ngay phía sau hậu vệ này để ra hiệu cho Đặng Văn Lâm. Với kinh nghiệm và độ quái của mình, Therathong Bunmathanh dừng lại một nhịp khi chạy lấy đà rồi mới thực hiện cú đá. Đây là động tác có thể coi như đòn cân não thử thách thủ môn. Cú đá của Therathong Bunmathanh đưa bóng bay chết sang phải, Văn Lâm đổ người đúng hướng. Tuy trái bóng không bay hoàn toàn theo dự đoán, nhưng Lâm Tây vẫn kịp thời đưa chân cản phá, cứu cho Việt Nam một bàn thua. Trong tình huống này, Quang Hải đã nắm bắt được khá tốt ý đồ của Therathong Bunmathanh, người cũng thuận chân trái như anh. Tất nhiên trong mọi quả penalty không thể thiếu yếu tố may mắn, song rõ ràng sự phối hợp tốt của cả Hải và Lâm đã đem tới hiệu quả. Nhảy múa trên sân. Văn Lâm chính là người hùng của đội tuyển Việt Nam khi đã cản phá rất thành công những đường bóng của đối thủ cũng như trong loạt sút luân lưu trong trận với Jordan tại Asian Cup 2019. Một điểm rất thú vị trong trận đấu chính là màn bắt penalty của Đặng Văn Lâm. Dễ dàng nhìn thấy trước mỗi cú đá của đội bạn, Đặng Văn Lâm đều khởi động làm nóng cơ thể bằng cách nhảy múa, cua tay múa chân loạn xạ. Có lẽ đây chính là cách Văn Lâm dùng để mà gây mất tập trung cho những cú sút của đối thủ. Cũng có thể đây chính là cách để thủ thành này cảm thấy tự tin hơn. Và tất nhiên dân mạng không thể bỏ qua màn nhảy nhót trước khung thành này và chế lại một cách hài hước hơn, đó là ví nó như điệu múa quạt được lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Nhưng mà điệu múa quạt này của Đặng Văn Lâm cũng khớp với nhạc đó chứ. Nếu Văn Lâm múa quạt thì anh chàng thủ thành Andrew Redmayne của câu lạc bộ Perth Glory đã đưa các điệu nhảy trước khung gỗ lên một tầm cao mới. Mọi chuyện diễn ra trong trận đấu quyết định ngôi vương tại giải vô địch quốc gia Australia giữa Perth Glory và Sydney FC. Hai đội phải bước vào loạt đấu súng may rủi sau khi đã hòa không đều ở thời gian hiệp chính và hiệp phụ. Bất lực trong quả đá 11m đầu tiên, Redmayne đã quyết định chơi lớn bằng cách sáng tạo một điều nhảy mới ngay trước vạch cầu môn. Anh chàng này đã không ngừng đi quanh và giơ hai chân lên cao. Ngay lập tức, điều này mang đến hiệu quả khi anh đã cản phá thành công cú đá phạt đền của đối thủ. Chưa dừng lại, loạt đá thứ ba, anh tiếp tục nhảy và bắt gọn quả Panenka. Sau trận, một số ý kiến cho rằng điệu nhảy đặc biệt của Redmayne xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dành cho các thủ môn. Mới đây, thủ môn này cũng tiếp tục thực hiện màn nhảy múa trên chấm pen trong loạt luân lưu ở trận playoff tranh vé dự World Cup 2022. Anh cản cú đá ở lượt sút thứ 6 của Alex Valera, qua đó giúp Soccer Cross đã giành chiến thắng 5-4. Chiêu trò của Redmayne có thể coi là trò hề, nhưng mà chẳng sao cả. Anh là người hùng của tuyển Australia, kèm với đó là biệt danh mới Dancing Goalkeeper. Dùng mặt cản 11m. Tình huống hài hước này diễn ra trong trận đấu giữa Yale Bulldogs và North Carolina Tar Heels. Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều và phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Tại đây, thủ thành của câu lạc bộ Bulldogs đã khiến tất cả các đồng nghiệp trên thế giới phải thán phục khả năng bắt penalty của mình. Dù choáng váng sau khi hứng hai cú sút đầu tiên, nhưng mà Sterling vẫn cố sức bắt tiếp và cản phá thành công cả 5 cú sút bằng mặt. Chung cuộc, Yale Bulldogs giành chiến thắng 1-0 trên chấm 11m và đoạt chức vô địch. Người hùng Sterling được các đồng đội khiêng bằng cán đi vòng quanh sân nâng cúp ăn mừng. Tuy nhiên, một trận đấu kịch tính kiểu này có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở ngoài đời thực, bởi đây chỉ đơn giản là một tình huống giả định được chương trình Studio C dựng lên để đem lại tiếng cười sảng khoái cho người hâm mộ. Trong tình huống cản phá phạt đền,
Thủ môn tuyển Brazil Ronaldinho bị bóng sút trúng mặt, té bật ngửa vào lưới và đè sập khung thành ở trận bán kết Futsal Copa America 2022. Cụ thể ở loạt sút đầu tiên, cầu thủ Brazil sút hỏng. Đến lượt đội tuyển Argentina, cầu thủ Lucas Polo là người được giao nhiệm vụ thực hiện và thủ môn Ronaldinho Brazil cản phá. Lucas Polo đã lấy đà rồi tung cú sút rất mạnh khiến bóng trúng thẳng vào mặt thủ môn Ronaldinho. Cú đá mạnh đến nỗi thủ môn Ronaldinho văng vào lưới và đè sập khung thành, nhưng mà bù lại anh đã cản phá thành công quả phạt đền của đối thủ. Sau tình huống này, thủ môn Ronaldinho bị chấn thương không thể tiếp tục bắt phạt đền và đội Brazil phải thay thủ môn. Chung cuộc, Brazil thất bại 1-3 trước Argentina trên chấm phạt đền. Dù Brazil thua trận nhưng mà pha cản phá phạt đền vừa đau vừa ngộ nghĩnh của thủ môn Ronaldinho đã gây sốt trên mạng xã hội. Tài biết trước tương lai. Bước vào loạt luân lưu cân não, chắc chắn là cả cầu thủ sút lẫn thủ môn đều cần phải có sự tự tin. Và đây là một ví dụ điển hình. Anh chàng thủ môn này đã vô cùng tự tin với pha bắt penalty có 1-0-2 khi xoay người kiểu xoắn ốc để cản phá. Xem đi xem lại thì cứ như là anh chàng biết trước được tương lai chứ chẳng đùa. Lại thêm một tình huống ảo tung chảo có 1-0-2 khi thủ môn với pha bắt phạt đền độc đáo khi mà bay người trong tư thế quay lưng về đối thủ, nghệ cả cũ. Vừa rồi là một số tuyệt chiêu cản penalty đỉnh của Chop đến từ vị trí của những người gác đền. Nhấn subscribe để theo dõi tiếp phần 2 cũng như những video bóng đá thú vị khác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.